200 năm và 5 thế hệ làm việc không ngừng nghỉ, Geklang là một thương hiệu có thể nói rằng trường tồn với thời gian, gắn liền với sự phát triển của thế giới. Nhiều người nói vui rằng Geklang là một đế chế bởi bề dày lịch sử họ đã đóng góp cho ngành hương. Ở Việt Nam thì Geklang không được biết tới quá nhiều và nổi tiếng như những thương hiệu thời trang làm nước hoa như là Dior, như là Versace hay là Gucci, hay là những cái thương hiệu cao cấp hơn ở mảng nước hoa mới nổi trong thời gian gần đây như là Maison Francis Cujon hay là Le Labo, rồi Louis Vuitton, Rosa hay là Creed. Bởi Geklang tiếp cận thị trường theo một hướng rất khác biệt. Từ chính người thành lập đó là ông Pierre-François Pascal, năm 19 tuổi ông đã rời gia đình và làm việc tại những nhà làm mỹ phẩm nổi tiếng ở Anh Quốc để lấy kiến thức và kinh nghiệm. Con mắt nhìn thị trường của ông cũng rất khác biệt. Khi mà ông nhìn thấy cái thị trường làm đẹp, nước hoa có phát triển vượt bậc, và đến năm 1828 thì ông đã thành lập cửa hàng đầu tiên của mình tại phố Rivoli, lúc đó là trung tâm thủ đô Paris ở Pháp. Và sản phẩm ông cung cấp thời điểm đó là những sản phẩm là vệ sinh, làm sạch cùng với làm đẹp, và sau đó mở rộng ra nước hoa. Cột mốc đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Geklang đó là ông Pierre-François đã tạo ra chai nước hoa Geklang Eau de Cologne Imperial để tặng nhân dịp lễ kỷ niệm ngày cưới của Hoàng hậu Eugenie cùng với vua Napoleon III. Và chai nước hoa này có thiết kế 69 con ong được dát vàng 24 carat, và biểu tượng con ong cũng là biểu tượng của Hoàng gia Pháp. Và từ đó thì Geklang được đặc cách là một trong những thương hiệu được cung cấp nước hoa độc quyền cho Hoàng gia Pháp. Và thương hiệu Geklang cũng sẽ gắn liền với biểu tượng con ong. Tiếng lành đồn xa, Geklang tiếp tục cung cấp nhiều hơn những sáng tạo mùi hương của mình không chỉ cho giới hoàng gia Pháp mà cho giới quý tộc ở các nước châu Âu. Thế hệ tiếp theo của Geklang được tiếp nối bởi Aimé Geklang và Gabriel Geklang. Hai người giữ hai vai trò khác nhau, khi mà Gabriel Geklang là người phát triển thương hiệu Geklang mạnh mẽ hơn, còn đối Aimé Geklang thì lại là người sáng tạo mùi hương. Và nhắc tới thế hệ này thì chúng ta phải nhắc tới Zicky, một sáng tạo của Aimé Geklang. Đây là chai nước hoa đầu tiên sử dụng nguyên liệu nhân tạo và đặt bước tiến mới cho rất nhiều sáng tạo trong ngành hương sau này. Có một điều khá thú vị đó là năm mà Zicky ra mắt cũng là năm mà tháp Eiffel và trung tâm giải trí Moulin Rouge, hay còn có tên khác là cối xay gió đỏ, đón khách. Và người ta hay nói vui rằng mỗi khi nhắc tới Geklang thì sẽ nhắc tới Paris, văn hóa của Pháp, và nhắc tới Paris thì sẽ nhắc tới Geklang. Đó là niềm tự hào rất lớn của người dân Pháp. Duy trì phong độ ổn định, thế hệ thứ 3 của Geklang đó chính là Jacques Geklang. Ông lại là một người khá kín tiếng, và người ta hay gọi thời kỳ này của Geklang đó là một khúc nhạc trầm, bởi vì trong quá trình ông đảm nhiệm vai trò là Genoa, người sáng tạo mùi hương, thì gần như ông không có một bài phỏng vấn chi tiết và cụ thể nào với truyền thông. Nhưng sáng tạo mà ông đã đóng góp cho Geklang trong thời điểm này là hơn 400 sáng tạo, một con số rất khủng khiếp. Và mỗi khi nhắc tới những sáng tạo của Jacques Geklang thì chúng ta phải nhớ tới một chai nước hoa, đó là Salima, một mùi hương mang hơi thở đậm chất phương Đông. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chai nước hoa này vẫn bán cực kỳ chạy trên toàn bộ các cửa hàng của Geklang trên thế giới. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là một thời điểm cực kỳ khó khăn cho tất cả các thương hiệu, khi mà chiến tranh thế giới nổ ra, cắt đứt nguồn cung về nguyên liệu, làm ảnh hưởng rất lớn, và thậm chí rằng đã có nhiều thương hiệu phá sản. Nhưng những con người ở Geklang vẫn miệt mài làm việc, giống như chính hình ảnh con ong mà Geklang sử dụng làm thương hiệu, miệt mài, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi để đóng góp. Và sự thành công của Salima, con số mang lại, thế hệ cuối cùng lãnh đạo mang dòng họ của Geklang đó là Jean-Paul Geklang. Ông là một trong những người được nhắc tới về hai chai nước hoa, đó là Vetiver và Abit Gu. Hai chai nước hoa này được công nhận là hai sáng tạo dành cho nam mang hơi thở phương Đông. Và bên cạnh đó, đây cũng là một cột mốc rất quan trọng, khi mà vào năm 1994 thì Geklang đã được tập đoàn cung cấp những sản phẩm xa xỉ LVMH mua lại, và từ đó phát triển thành một thương hiệu toàn cầu len lỏi đến mọi ngóc ngách, kệ tủ của những người yêu hương, yêu văn hóa Pháp. Từ năm 2008 đến nay, Thierry Wurster là Genoa, người sáng tạo mùi hương cho Geklang,
Và ông có hay chia sẻ rằng đối với Gerlang thì đây như kiểu ngôi nhà thứ hai, và thế hệ thứ tư của Gerlang là Jean-Paul Gerlang coi ông như là một người con nuôi. Ông đã đóng góp rất nhiều những sáng tạo trong bộ sưu tập Aqua Azeloria. Đây là một bộ sưu tập rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là ở đất nước Việt Nam. Và bên cạnh đó thì trong bộ cao cấp La Materie, ông cũng đã cho ra rất nhiều những sáng tạo hương mà được giới mộ điệu đóng góp. Sứ mệnh của Thierry Wuersch nặng nề hơn. Thierry Wuersch vừa phải gìn giữ nét độc lập đặc trưng của Gerlang, văn hóa Pháp, nhưng cũng vẫn phải lồng vào đó hơi thở của thời đại để có thể tiếp cận nhiều hơn. Đó là nhiệm vụ của Thierry Wuersch khi làm quá trình The Know của Gerlang. Ngoài ra thì ông còn có rất nhiều những cái buổi giao lưu với giới mộ điệu mùi hương trên toàn thế giới tại các cửa hàng store của Gerlang. Gerlang trước và nay đã thay đổi rất nhiều, không còn là một thương hiệu cha truyền con nối, mà Gerlang là một thương hiệu toàn cầu. Họ đón nhận thành công và sẵn sàng chấp nhận những thất bại để tìm ra những điểm còn hạn chế của những sản phẩm của mình. Họ không hợp tác với những ngôi sao, với những influencer, những người nổi tiếng để quảng cáo các dòng sản phẩm, mà họ hiểu cái cốt lõi của thành công đó chính là cái sản phẩm của mình phải thực sự tốt. Có một điều khá hay ho, đó là tất cả sản phẩm của Gerlang đều được sản xuất tại một nơi và sau đó mới luân chuyển đến các cửa hàng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Gerlang cũng đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng khi mà hưởng ứng Ngày Ong Thế Giới, hay là đưa tới những khóa học ngắn hạn để bảo vệ môi trường của thiên nhiên nói chung và bảo vệ môi trường ong nói riêng tại các lớp học dành cho các trẻ nhỏ. Các sản phẩm mới của Gerlang được collab với những họa sĩ, những người nổi tiếng để có thể vừa mang tính thời đại và giữ được cái nét sáng tạo làm việc không ngừng nghỉ một ngày nào từ khi thành lập. Và nếu như bạn yêu văn hóa Pháp, bạn yêu mùi hương và bạn yêu những trải nghiệm về một thương hiệu có tuổi đời lâu năm thì chắc chắn bạn cần phải thử qua Gerlang. Hãy thử bình luận một chai nước hoa mà bạn yêu thích của Gerlang ở phía dưới nhé.